đưa đắng cho mẹ mình làm cái gì đó. Còn lại mình ghi cho mẹ. Đúng rồi, để mà đi dân, đi dân chứ đừng bạc đó. Bây giờ cái cũng thằng đi dân chứ đừng có mang cái gì kiểu như là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi lên thì khi đến lên phòng mình lên phòng gì là cái thầy bắt đầu thầy lên là đã đâu giảm như này thì đánh chưa bóng luôn thầy nói cho mình coi vô gì nghe không phải coi gì này gặp nghe gì này vậy là đánh lên à đánh lên được gặp nghe gì chứ không phải là đánh lên rồi gặp qua đây là hai mình đánh luôn gì là đây rồi chỉ đánh lên tới đây rồi I'm not going to